Alo, mỹ phẩm Medi-Y xin À, anh bên Medi-Y đúng không? À, dạ đúng rồi anh cần tư vấn gì ạ? À, anh muốn mua thêm một cái hộp kem chị mụn hôm bữa anh có mua rồi đó. Đợt kem chị mụn hôm trước là anh mua của bên em luôn đúng không? Ờ à, đúng rồi, thì tại vì giờ anh thấy xài tốt quá, bây giờ là muốn mua thêm nữa. Chứ lại bây giờ có cái sản phẩm nào mà nó tốt tốt để mà làm cho trắng da mềm da vậy không em? Anh bóp mụn nhiều chưa? Rồi nhiều lắm rồi em, bây giờ chỉ còn có vết hâm thôi à. Thì bây giờ anh xài cái sản phẩm chống trắng da của bên em đi, nó vừa làm sáng da mà nó vừa mờ đi cái vết hâm của mình nữa. Sản phẩm đó là 420 á anh. 420 hả? Có khuyến mãi 8 tháng 3 không em? Sản phẩm bên em là chưa có chương trình khuyến mãi anh, nếu mà có thì bên em sẽ liên hệ cho anh. Với lại bây giờ là nếu mà trắng trắng da đó thì giờ mình sẽ dùng thêm cái gì nữa để cho nó dưỡng da ban đêm hay là cái gì để giúp cho nó tốt hơn nữa không? Ngoài đó ra anh mua cho vợ anh hay là anh mua cho vợ anh xài mà. Vợ anh thì anh có thấy da vợ mình có giàu không anh? Có giàu nhiều không? Giàu á hả? Dạ. Ít lắm, hình như là không có giàu. Tại vì bên em là một bộ sản phẩm của nó là gồm chống nắng này với lại kem dưỡng và tự rửa mặt. Thì em xài kết hợp một bộ thì nó sẽ hiệu quả hơn. Một bộ luôn á hả? Dạ. Cái chống nắng vậy là mình xài vào ban ngày á anh, vợ anh hay trang điểm á, thì mình xài cái đó là ok. Nó vừa chống nắng mà nó vừa trang điểm nữa. Rồi còn cái kia với cái gì nữa em, chống nắng rồi gì nữa? Chống nắng nãy em nói rồi gì nữa? Sữa rửa mặt nữa. Rửa rửa mặt. Dạ, rửa rửa mặt. Sữa rửa mặt này á là nó không có tạo bọt. Với lại khi anh rửa thì mình xài kem nó thấm nhanh vào da hơn. Nó giúp tăng cái độ hiệu quả cao hơn. Dạ. Rồi như vậy là một bộ nó bao gồm sữa rửa mặt nè, rồi kem chống nắng nè, rồi gì nữa em? Kem dưỡng trắng da đó anh, kem dưỡng trắng da. Kem dưỡng trắng da. Dạ. Rồi như vậy là mình mà hết mụn rồi mình đâu cần phải dùng mụn ở đâu đúng không? Dạ đúng rồi, khi mà hết mụn rồi đó là anh ngưng luôn rồi, nó cũng không có bị tái lại nữa. À vậy hay rồi. Giờ ok, vậy bây giờ là nguyên một bộ trị giá bao nhiêu em? Cái trắng da ban đêm anh sử dụng vào ban đêm cho em nha là 420 á. Cái kem trang điểm là 360 với lại sữa rửa mặt 300.000. Là tổng cộng 1080 á anh. Tụi em phi xếp 1080. Dạ. Rồi phi xếp đúng không em? Dạ. Vậy rồi. Bây giờ là anh sẽ nhắn cái địa chỉ qua rồi em gửi qua địa chỉ đó giùm anh nha. Dạ rồi ok, anh nhắn rõ thông tin họ tên địa chỉ nha anh. Rồi ok em, em giờ để anh nhắn cái gì em giao cho mình chiều hôm nay anh nha. Dạ rồi ok. Có gì cần tư vấn thêm anh cứ liên hệ lại cho em. Rồi ok. Dạ rồi ok chào. Hello. Dạ em chào chị Quỳnh ạ. Em là Vân, em gọi từ bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty mỹ phẩm Medi-Y ấy chị. Thì em có thấy thông tin là chị đã mua và đang điều trị thuốc trị mụn bên em đúng không chị? Dạ đúng rồi. Dạ, vậy thì chị cho em hỏi là hiện tại thì da mình có khắc phục tốt chừng mụn được chưa chị? Đỡ rồi chị, em đang xài cái kem trị hâm á. À vậy à, chị có cảm thấy nó phù hợp với da mình không? Dạ có chứ. Dạ, chị cảm thấy nó có tác dụng cỡ bao nhiêu phần trăm lên da của mình? Khoảng 80, cỡ 80. Dạ, 80%, dạ, 80% là quá tốt rồi. Dạ. Rồi, hiện tại dạ, thì thì hiện tại thì chị còn kem nhiều không? Hay là chị có nhu cầu muốn đặt hàng thêm không chị? Thì cái kem chị thăm thì nó vẫn còn nhiều lắm. Còn cái rửa mặt hồi nãy mình mới đặt xong. À, nãy chị mới đặt rửa mặt xong mà. Dạ. Đúng rồi. Dạ rồi, vậy thì cỡ chừng lâu, cỡ chừng một tháng thì bên công ty em sẽ có người gọi điện thoại hỏi thăm khách hàng sử dụng có tốt không một lần. Dạ. Dạ, chị có thể là lưu số điện thoại này của em lại, em tên là Vân.
Thì khi nào chị có nhu cầu muốn đặt hàng hay là muốn tư vấn thêm gì về da của mình, muốn tham khảo thêm về sản phẩm của Medi Hoa chẳng hạn, thì chị cũng có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho em luôn. Em sẽ gọi lại tư vấn cho chị. Dạ. Alo. Chào bạn, mình bên mỹ phẩm Medi Hoa, hôm trước bạn mua cái kem trị mụn bên mình á. À. Bạn dùng bao lâu rồi bạn ha? Từ bữa hôm mà mình nhận được hàng là mình dùng tới giờ không nhớ mấy ngày nữa. Rồi chắc hơn 10 ngày rồi. Rồi mình dùng á, thấy nó mụn nó giảm được bao nhiêu phần trăm rồi bạn? Mụn giảm cũng nhiều rồi. Là mấy cái thâm thế nó mấy thâm mấy cái cục to to nó cũng nhỏ, nó nhỏ bớt thôi. Nhưng mà mình vẫn đang tiếp tục dùng đúng không bạn? Đang tiếp tục. Thì bạn tiếp tục bạn dùng để nó có hiệu quả tốt nha. Từ 10 ngày là nó bắt đầu nó có hiệu quả đó. Cho mình hỏi thêm là bạn có thấy hài lòng về sản phẩm không ạ? Tại bên mình có. Mình cũng hài lòng lắm cho nên cũng giới thiệu với nhiều người nữa. Rồi, cảm ơn bạn nha. Nếu mà có giới thiệu ai á thì giới thiệu số điện thoại mình ha bạn ha. Rồi. Bé này. Bé xỉu. Chờ bé kia thôi mai. Có cái lương xỉu xỉu. Nè, mà đủ app này hay má nổi.